lợi ích là công nghệ trẻ hóa da không phẫu thuật hàng đầu trên thế giới hiện nay với hơn 1 triệu người sử dụng mỗi năm. Chỉ cần duy nhất 1 giờ đồng hồ trị liệu, gương mặt bạn sẽ trở nên thon gọn, làn da săn chắc, căng bóng hơn, cải thiện nếp nhăn đáng kể. Vì vậy mà trên thị trường xuất hiện rất nhiều cơ sở làm đẹp sử dụng công nghệ thơm mát giả hoặc những đầu tiếp điều trị không chính hãng khiến người dùng rất dễ bị biến chứng trên da. Vậy làm thế nào để tìm đúng các trung tâm thơm mát FLX chính hãng? Bước 1. Truy cập vào trang web thơmmatvietnam.com. Đây là trang web của hãng thơm mát, giúp bạn tìm hiểu được tất cả các thông tin về dịch vụ này và tìm kiếm được những trung tâm thơm mát chính hãng gần với khu vực mình đang sinh sống. Bước 2. Nhấn vào mục thơm mát FLX chính hãng, chọn các trung tâm thơm mát FLX. Tại đây sẽ hiện lên các trung tâm thẩm mỹ là đối tác chính hãng của thơm mát tại Việt Nam. Tiếp đến, bạn cần kiểm tra đầu tiếp thơm mát trước khi điều trị, nhấn vào biểu tượng kiểm tra hàng chính hãng trên website. Nhập các thông tin theo yêu cầu bao gồm họ tên, số điện thoại, email, số seri, số lô, ngày sản xuất. Thông tin về đầu tiếp sẽ được gửi trực tiếp về hộp mail cá nhân của bạn. Vì vậy, bạn hoàn toàn yên tâm sẽ được sử dụng đầu tiếp từ hãng dành riêng cho cá nhân mình. Lựa chọn công nghệ chính hãng, cơ sở uy tín là cách tốt nhất giúp bạn đảm bảo hiệu quả điều trị. Tại Hải Phòng, Viện Thẩm mỹ Công nghệ cao Dimex là đối tác chính hãng duy nhất của Thơm Mát Việt Nam. Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và lựa chọn Dimex là trung tâm gửi gắm sắc đẹp của mình.